Trái này thì đã bây giờ nó bắt đầu nó về về già rồi, chắc là mười mấy ngày nữa là cắt được rồi. Nay ghé lại vườn anh Hùng coi thăm. Cái này mình cây rất là trái rất là đạt các bạn, rất là sai. Và rồi mình cũng đi Kon Tum và Gia Lai và Đắk Lắk về. Ở đây thì cũng mọi người làm cái hệ thống tưới, năm nay nắng rất là gắt, muốn chia sẻ lại cái hệ thống tưới. Và mình thấy cái bếp này, chú anh chị thấy không? Đây, đây nó bắn hết cả vườn nhá. Bên này một cái bếp, bên này cái bếp. Nếu thực sự được, mình có thể làm một cái bếp ở giữa này nữa. Đây cái bếp này thì nó tưới phủ cái vườn này luôn, mà lượng nước là lớn, cái bón phân hữu cơ thì bao tan. Đó. Thì như thế này thì nó sẽ làm cả cái vườn của mình nó sẽ mát này. Mình đi mấy cái vườn thì có một số cái như vườn của Bảo. Một số vườn nữa là tưới phủ vườn thì nó cũng ok thôi, nhưng mà mình thấy cái bếp này thì thấy nó hiệu quả. Trái đẹp không các bạn? Vườn anh Hùng may là phục hồi lại ha. Đấy, anh ấy làm lại kịp thời nên là giữ được cái trái này, và năm nay là rất là đạt, trái đẹp. Và này thì còn mười mấy ngày là nữa là cắt rồi. Thì đây mọi người xem, cái đây, đây hai bên cây là cái bếp bên này nữa, và nó bắn tới đây luôn, có nghĩa là nó so le nhau kìa. Tính ra là một cái cây này sẽ có bốn cái bếp xoay xoay vào. Đó. Đó. Và thấy cái bếp này cũng rẻ. Và thứ hai nữa là nó tưới nó phủ hết cả cái vườn. Đó. Đất tất nhiên là đất dốc thì mình sẽ có một cái khác nha, còn đây là mình đang nói về cái đất bằng. Thứ hai nữa là cô chú anh chị ấy, rồi trồng sầu riêng ở trên cái mạn khu vực trên Kon Tum giờ nó đang trồng nhiều, mà thấy thì mình thấy nhiều khi là cái đất mỡ gà là đất cát pha sỏi được, nó nắng lên nó hốc nước quá, mà chúng ta cứ tưới tay là tưới theo cà phê thứ thì cái thất bại nó có. Thì mọi người mới bảo ngạc nhiên là ủa sao mà tôi trồng sầu riêng mà anh bảo là 3 năm rưỡi 4 năm nó có trái, làm trái được rồi, nó không tin. Nhưng mà tại vì mình chăm cái kiểu đó, từ tưới nước bón phân nó thiếu rồi thì làm sao mà nó tốt cho được ạ. Đây cái bếp không? Đó, thì đây mọi người thử tham khảo xem cái bếp này nhá, chứ còn đừng tưới, mình thấy tưới cái bếp 6 ly thứ thì không bón phân hữu cơ thì nó khó tan. Và thứ hai là cái ở trên miền Đông Nam Bộ rồi Tây Nguyên thứ rồi, người ta trồng rất là thưa chứ không có dày, cái tán nó cũng phủ và độ ẩm trong vườn nó không có giữ được cao như ở dưới miền Tây. Đó, miền Tây thì người ta dùng cái bếp vít mà nước nó cũng ra ghê lắm. Đó, còn thế mình thấy nhiều cũng bảo tôi làm hệ thống tưới tự động, cuối cùng nước nó chỉ cứ dí 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 ở trong quanh cái gốc thôi, mình cần là cần nước nó ra ngoài rìa tán, cái nước nó phải ra tới cái rìa tán rồi đây tán đây. Còn cây nó đã lớn này phải phủ vườn. Vậy năm nay mình có làm một số cái vườn mà nước xài cái ống 6 ly đấy. Đó, là cứ tưới ở trong cái gốc này, đâm ra là dễ đi ăn rất xa. Thì trời nắng gắt như vậy, nó thiếu nước thì trái nó không có lớn được mấy đâu. Đây là cái bếp này. Đó, dì ống 21 lên. À. Nó quay, ở dưới chân thứ là đây. Đây mình đi vào là ướt hết rồi. Đó. Nó xòe rất là đều này. Nếu chúng ta cảm thấy không tới đây thì có thể là thêm cái bếp phụ nữa, nhưng mà lượng nước dạng nhỏ hơn thì nó vẫn là đầy đủ đủ. Xưa anh ấy có một đi một cái bếp nữa, nhưng mà cái bếp đấy không đủ, anh bỏ rồi. Nói chung là làm đi làm lại mấy này các bạn nhìn thấy không? Đấy, thu hoạch mà là lá nó cỡ này thì sao mà cây nó không khỏe được. Hôm nay ra một điều đáng mừng là các vấn đề thối thân xì mủ vườn này đã lành rồi, khô rồi. Ai biết cái vườn này thì biết là vừa rồi nó tỷ lệ mình bị xì mủ thứ là rất là cao, và một số cái vết bệnh xì mủ bên này nó đang khô rồi. Đó. Quay để cô chú anh chị tham quan, thực sự là cái vườn này là người ta rất là chăm sóc kỹ càng và cẩn thận. Họ sẽ đi một đường ống chính trên đây, đó là đưa những cái đánh nhánh bếp, cái đường ống phụ đó, đẩy lên cái bếp như này, nước
tùy lực đẩy của máy bơm nữa nhá. À, lượng nước của máy bơm cái thứ đẩy ra thì sẽ cố định là một lúc một lần mở thì bao nhiêu cái bét. À. Đấy, vườn này đẹp không? Công nhận năm nay là trung lớn rồi. Quá mừng cho nhà vườn. Vừa như thế này là vừa được mùa và được giá đấy. Và cái quan trọng là thu xong cái vườn của nó vẫn lực. À. Thu xong mà dàn lá như thế này thì các bạn thấy không? Cái tông để phục hồi nó bao nhiêu đâu. Trái là tỷ lệ trái. Trái đẹp rất là lớn, cao. Ôi trời, cái này trên ngọn kìa. Đấy, chi chít. Nên mọi người đã xác định làm sầu riêng thì phải coi trọng cái nước. À, muốn cây nó ăn được phân thì cũng phải có nước. Cái cơ thể con người 70% là nước thì cây trồng cũng vậy. Không, chúng ta tưới nước sao mà vào vườn chúng ta phải mát hơn. Mình thích cái ở miền Tây là xuống vườn là ở ngoài nóng mới nóng, vào vườn rất là mát. Thì ở cái vườn này nó cũng đạt được như vậy. À, giữa đây thì đất nó bằng, làm cái đường mương thoát nước này. Trên này cao hơn. Đây là hệ thống, đây là đường ống, đây là cái bét. À, và chúng ta trước khi chúng ta bỏ tiền ra thì cây con nó khác nhá, cái cây kinh doanh nó khác, cây kinh doanh cần phải nước xòe tán như thế này. Còn cây con chúng ta mới trồng thì có thể là một cái bét dây 10 ly, à, một cây một bét, sau 1 năm nữa thì có thể cây 2 bét, 3 bét, rồi tăng dần lên theo độ lớn của 8 cây. Nhưng miễn sao mình muốn làm sao thì làm, tính gì thì tính là phải đủ nước. Riêng sầu riêng phải đủ nước. Mà các bạn không đủ nước thì rất là tốn tiền, tốn của. Cây nào như cây nào. Rất là sai. Đây, cây này cũng vậy này.